Dạ, cửa hàng ngư cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số điện thoại đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa hút Mana 36 các bác nhá. Một con máy cưa mang thương hiệu của Thụy Điển, sản xuất tại Mỹ và sử dụng tại Nhật các bác nhá. Rất là nhiều công đoạn đúng không các bác? Đấy. Tại sao mà em biết là con này sản xuất tại Mỹ á? Tại vì con này, đây cho các bác xem qua. Đây, Husqvarna Sweden, thương hiệu của Thụy Điển các bác nhá. Made in USA, là sản xuất tại Mỹ này. Và đây, tiêu dùng tại Nhật nên là toàn là chữ Nhật thôi các bác ạ. Đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây các bác nhá. 36cc, cân nặng đầu máy không là 4,5kg. Còn cái này thì cả hàng chúng em cũng không rõ nữa. Đấy. Máy cưa siêu chất lượng các bác nhá. Con này được sử dụng hẳn nó là xích 325 các bác nhá. Xích trung 325. To gần bằng xích đại rồi các bác ạ. Làm xích thì nguyên zin của nó các bác nhá. Tình trạng máy thì siêu siêu vip luôn các bác, như thiếu thùng luôn các bác. Con này thì đảm bảo cho các bác là cửa hàng chúng em tận tay đi ra ngoài ngoài kho để lựa từng con một, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về độ linh kiện cũng như là máy móc của nó các bác nhá. Đấy, không ai mà muốn đá đổ chén cơm của mình cả. Nhập những cái dòng máy mà thay thế linh kiện hoặc là mỏng máy mà nòng hơi nó bị hỏng về để bán cả. Cái thứ nhất là vừa mình vừa phải bảo hành, nó mất công đúng không các bác? Đấy, cái thứ hai là vừa mất niềm tin của khách hàng. Đây là cửa hàng chúng em thì đảm quá chất lượng luôn các bác nhá. Đây, con này tích hợp của nó là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Phần này là phần để tăng chỉnh xích các bác nhá. Máy móc thì đảm bảo cho bác nguyên zin nguyên bản. Cả chúng em căn chỉnh cũng như dọn nổ tất cả ngon lành đâu. Chúng em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Một chiếc máy cưa siêu chất lượng các bác nhá. Tiếng nổ của nó thì êm ru luôn các bác. Đấy. Quay tổng thể cho các bác xem qua nhá. Rồi các bác nào mà đã ưng ý con này rồi, muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi, hoặc là bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em các bác nhá. Số Zalo của cửa hàng chúng em thì cũng là số để trên màn hình luôn các bác nhá. Rồi cửa hàng và giá con này thì cửa hàng bán với giá là 2.800.000. Miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề. Bộ đồ nghề của bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rúa và một tô vít chỉnh. Đấy, tất cả linh kiện cũng như là máy móc thì đảm bảo cho bác nguyên zin. Rồi các bác nào chốt con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.